Thưa quý vị và các bạn thân mến, Trung Quốc âm mưu cài điệp viên vào Quốc hội Úc. Cảnh sát Úc sẽ mở cuộc điều tra về các thông tin do một cựu điệp viên Trung Quốc cung cấp mới đây cho thấy Bắc Kinh tìm cách tuyển mộ người để đưa vào Quốc hội Úc. Một giới chức cảnh sát Úc hôm 26 tháng 11 năm 2019 cho hãng tin AFP biết cảnh sát liên bang Úc sẽ chính thức tiến hành điều tra về vụ ông Triệu Bác Bô Ních Giao, 32 tuổi, chủ một đại lý xe hơi hạng sang ở Melbourne, cũng là thành viên của Đảng Tự do Cầm quyền tinh nghi bị Trung Quốc tiếp cận để tuyển mộ làm gián điệp. Trong các khai báo mới đây về các hoạt động gián điệp và can thiệp trên quy mô lớn của Trung Quốc trong khu vực, cựu điệp viên Trung Quốc Vương Lập Cường cho biết tình báo của Trung Quốc đã từng tìm cách tuyển mộ một doanh nhân ở Melbourne để tìm cách đưa vào Quốc hội Úc. Ông Vương Lập Cường khẳng định đã tham gia vào nhiều hoạt động bí mật tại Đài Loan và Úc. Lời khai của cựu điệp viên họ Vương có thể đã khiến cho vụ Bo Ních Giao nổi lên trở lại. Theo các thông tin được tiết lộ trong chương trình 60 phút 60 Minutes Australia đài truyền hình Nine hôm Chủ nhật 24 tháng 11, ngay trước khi qua đời, doanh nhân nói trên đã thông báo với cơ quan phản gián Úc ASIO đã bị người của Bắc Kinh tiếp cận để tuyển mộ. Hồi tháng 3 năm 2019, doanh nhân gốc Hoa Bô Ních Giao mang hai quốc tịch Úc và Trung Quốc được phát hiện đã chết tại một khách sạn ven đường. Ông Bô Ních Giao có thể đã cự tuyệt đề nghị của tình báo Trung Quốc. Cũng trong chương trình truyền hình nói trên, người phụ trách về tình báo trong Quốc hội Úc Andrew Hattai nhấn mạnh đây là một nỗ lực do một quốc gia nước ngoài chủ trương để đưa vào Quốc hội, với việc sử dụng một công dân Úc như một nhân vật mang ảnh hưởng bên ngoài vào trong hệ thống dân chủ của chúng ta. Tối Chủ nhật 24 tháng 11, lãnh đạo cơ quan phản gián Úc Max Burgess đã ra một thông báo bất thường, khẳng định cơ quan này đang tích cực điều tra về vụ Bo Ních Giao. Lãnh đạo cơ quan phản gián Úc không đưa ra bình luận nào về cái chết của ông Giao vì lý do bí mật điều tra. Hôm 25 tháng 11, Thủ tướng Úc Scott Morrison cho biết các cáo buộc liên quan đến vụ ông Bo Giao là hết sức đáng ngại và nước Úc không hề ngây thơ trước các đe dọa mà quốc gia này đang phải đối mặt. Chương trình 60 Minutes dài của đài số 9 vào Chủ nhật 24 tháng 11 năm 2019 phát hình phóng sự điều tra việc gián điệp Trung Quốc ngỏ lời tài trợ 1 triệu Úc Kim cho Ních Giao, một đảng viên Đảng Tự do, để đưa ông ra tranh cử Quốc hội Liên bang Úc. Khi ông Giao báo cho cơ quan tình báo an ninh Úc ASIO biết thì đột nhiên qua đời tại một phòng trọ ở Melbourne vào tháng 3 năm 2019, chỉ 2 tháng trước cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang vừa xảy ra. Sau phóng sự điều tra của 60 Minutes vào thứ Ba 26 tháng 11, cảnh sát cho biết ông Giao chết vì sử dụng ma túy quá liều, nhưng chưa rõ vì mối vô tình hay bị ám hại. Hiện cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Giao. Ông Mike Burgess, Tổng Giám đốc Tình báo ASIO, chính thức xác nhận nguồn tin và cho biết hiện cơ quan của ông đang điều tra việc ông Giao khai báo. Các hoạt động gián điệp ngoại quốc nhắm vào nước Úc là mối đe dọa lớn lao cho an ninh quốc gia. ASIO sẽ tiếp tục đối đầu và chống lại can thiệp và của gián điệp nước ngoài đối với Úc. Gián điệp Trung Cộng là ai? Theo chương trình 60 Minutes, Ních Giao có đại lý bán xe hơi nhưng từ năm 2016 đã gặp khó khăn về tài chính, phải vay nợ một số nhà đầu tư của Trung Quốc. Đầu năm 2019, ông Giao nói với hai cộng sự viên ông đã cho ASIO biết ông Brian Chen đề nghị giúp hàng triệu Úc Kim tiền vốn để ông thành lập một công ty mới. Đổi lại, ông Chen muốn ông tranh cử vào Quốc hội Liên bang Úc đại diện khu vực Trích Home. Được báo chí phỏng vấn, ông Chen phủ nhận đã biết ông Giao và không liên hệ với các hoạt động tình báo, nhưng theo nhiều nguồn tin, ông Chen có liên lạc với ông Giao. Báo Daily Herald và chương trình 60 Minutes còn cho biết ông Chen là tình báo của Trung Quốc.
và phương Tây nghi ngờ là quan chức tình báo cấp cao của Trung Quốc. Ông Chen phủ nhận thông tin đã bị giới chức Úc trần tại sân bay Melbourne vào tháng 3 năm 2019, có thể để điều tra về cái chết của ông Zhao. Báo chí có ảnh hưởng, ông Chen mặc đồ quân đội Trung Quốc và giả làm ký giả để tham dự các hội nghị chính trị quốc tế bao gồm G20 và APEC. Ông Chen chối là chỉ mượn đồng phục của bạn chụp một số ảnh để khoe với bạn bè, không hề tham gia quân đội của Trung Quốc. Ông cũng cho biết chỉ đi theo người bạn là chủ công ty truyền thông China Press Group Limited, tham dự các hội nghị quốc tế. Ông Chen điều hành một số công ty liên quan đến quân sự, an ninh, công cộng, năng lượng, bao gồm các công ty liên kết với nhà cầm quyền Trung Cộng, nên bị nghi ngờ sử dụng vỏ bọc doanh nhân để làm tình báo. Ông là giám đốc điều hành của công ty Prospect Times, chuyên giúp đầu tư thúc đẩy sáng kiến xây dựng cơ sở hạ tầng chiến lược, một vành đai, một con đường. Theo báo tờ Agri, công ty Prospect Times đề nghị trả hàng triệu Úc Kim để kiểm soát công ty công nghệ sinh học Amunesis có trụ sở tại tòa nhà của cơ quan nghiên cứu khoa học nổi tiếng thế giới CSIRO. Công ty Prospect Times được hỗ trợ bởi một số lãnh đạo chính trị trên khắp thế giới, bao gồm cả nước Úc. Công ty của ông Chen có mối quan hệ mật thiết với ông Marty Mai, cố vấn của Thủ hiến Lao động Victoria Daniel Andrew. Ông Martin Mai bị báo tờ Australia tố cáo là làm cố vấn cho tổ chức Senchen ở Úc. Tổ chức này thuộc Hiệp hội Thương chính trị Nhân dân Trung Quốc, tương tự Mặt trận Tổ quốc của nhà cầm quyền Hà Nội Cộng sản Việt Nam. Mặc dù đã gặp rất nhiều phản đối ngày 23 tháng 10 năm 2019 vừa qua tại Bắc Kinh, Thủ hiến Dalian Andrew chính thức ký kết tham gia chiến lược một vành đai một con đường của Trung Cộng. Trong buổi chất vấn tại Quốc hội hôm 25 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Thủ tướng Scott Morrison nói cáo buộc về âm mưu của điệp viên Trung Cộng nêu trên thật sự nghiêm trọng và rắc rối. Chính phủ Úc rất quan tâm sẽ điều tra làm sáng tỏ sự việc. Dân biểu Gladys Liu là điệp viên. Ông Dích Giao chết chưa rõ nguyên nhân tại một phòng trọ vào tháng 3 năm 2019. Đến cuối tháng 5, bà Gladys Liu, một người Úc gốc Hoa thuộc Đảng Tự do thắng cử dân biểu khu vực Trích Home. Báo chí Úc tuần này khơi lại câu chuyện của bà Gladys Liu, được mệnh danh là One Million Dollar Woman, vì bà đã khai trong đơn xin đại diện đảng ra tranh cử vị Trích Home như sau. Tôi đã tổ chức nhiều buổi gây quỹ lớn hay nhỏ, quyên được hơn 1 triệu Úc Kim cho các ứng cử viên đảng tự do, cả cấp tiến, cấp liên bang lẫn cấp tiểu bang. Trong bữa tiệc gây quỹ tháng 10 năm 2015, bà Gladys Liu bán được 5 bàn mang về cho đảng tự do 50.000 Úc Kim. Đến tháng 4 năm 2016, một cuộc gây quỹ khác, bà bán được 10 bàn giá 100.000 Úc Kim. Giá một vé tham dự gây quỹ 1.000 Úc Kim, chưa kể đến số tiền khách đóng góp riêng và tiền thu được từ bán đấu giá, cho thấy đóng góp của bà cho đảng tự do quả là không ít. Bà Gladys Liu còn bị chất vấn vì vào phút cuối của cuộc tranh cử đã tự đóng góp thêm 100.000 Úc Kim. Bà không cho biết nguồn gốc của khoản tiền này. Khi ra tranh cử, bà Gladys Liu báo cho Đảng Tự Do đã tham gia tất cả 17 hội, đoàn và câu lạc bộ. Đài ABC đưa ra bằng chứng bà không khai là thành viên trong ban chấp hành của ít nhất 3 tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Nhưng bà Gladys Liu chối không còn sinh hoạt với các tổ chức này. Báo chí Úc đã công khai đặt câu hỏi có phải chính bà Gladys Liu là điệp viên. Câu trả lời từ Đảng Tự Do là không phải. Theo đài ABC, bà Gladys Liu nằm trong danh sách những người bị cơ quan tình báo an ninh Úc ASIO điều tra vì có liên quan với Đảng Cộng sản Trung Hoa. Vì thế, ASIO vào tháng 2 năm 2018 đã khuyên cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull
không nên tham dự buổi gây quỹ, gặp gỡ và chào hỏi bà Gladys Liu tổ chức và đứng ra mời. Trong cuộc tranh cử ngày 18 tháng 5 năm 2019, bà Gladys Liu đã tố cáo vi phạm luật bầu cử vì đã sử dụng các áp phích tiếng Hoa nhằm lừa dối cử tri bầu cho đảng tự do. Hiện bà đang bị thưa tại tòa tối cao pháp viện. Kẽ hở của chính trị Úc. Đơn vị Chisholm có tới 30% dân số là công dân Úc gốc Hoa, lại là một đơn vị tranh chấp giữa hai đảng tự do và đảng lao động. Bà Gladys Liu thắng cử chỉ vài trăm phiếu, được 50,6% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử 2019. Bà Jennifer Chang, ứng cử viên đảng lao động tại Chisholm, có được 49,4% tổng số phiếu, lại cũng dính líu với các tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng vì thất cử nên ít được báo chí điều tra. Nhìn chung, các doanh nhân và công ty có xuất xứ Trung Cộng đã tung hàng triệu Úc Kim vào các cuộc gây quỹ của cả hai đảng tự do và dân chủ ở đơn vị Chisholm để nắm chắc đưa được người của họ vào Quốc hội liên bang. Cái chết của ông Li Zhao đã bí mật của tân dân biểu gốc Hoa Gladys Liu đang được truyền thông Úc điều tra cho thấy chỉ cần 1 triệu Úc Kim gián điệp Trung Cộng có thể đưa người vào tranh cử và đưa người vào Quốc hội Liên bang Úc để ảnh hưởng đến chính sách của Úc. Dân biểu tự do Andrew Hattie, Chủ tịch Hội đồng An ninh và Tình báo Quốc hội Liên bang, cho đài số 9 biết ông đã được thông báo về cái chết của ông Nick Zhao vài tháng trước. Tôi biết rằng đó là một công dân Melbourne, 32 tuổi, được chính quyền Trung Cộng cài vào đảng tự do để đưa vào Quốc hội Liên bang. Đây không chỉ là vấn đề tiền để tài trợ cho những chính trị gia triển vọng, đây là nỗ lực của một quốc gia nước ngoài can thiệp vào quốc hội của nước ta, sử dụng một công dân Úc như một mật vụ nhằm gây ảnh hưởng đến hệ thống dân chủ Úc. Trung Cộng tung tiền gây ảnh hưởng chính trị và chính sách Úc không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Úc mà còn ảnh hưởng đến tình hình thế giới như chính sách về Biển Đông. Đồng thời có thể ảnh hưởng đến nhiều thế hệ như chiến lược một vành đai một con đường, được coi là bẫy nợ. Chính phủ hiện nay vay mượn nhưng các thế hệ sau phải trả. Bởi thế, mỗi người chúng ta cần quan tâm đúng mức để kịp thời ngăn chặn những âm mưu đen tối của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.